Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog đó bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 5 trang 22 bài luyện tập trung Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 Một lớp học có 28 học sinh trong đó số em nam bằng 2 phần 5 số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam. Thì trước hết các em phải xác định được dạng toán. Bài toán yêu cầu các em tìm số em nữ và số em nam của một lớp học. Biết tổng số em nam và số em nữ là 28 học sinh và số em nam bằng 2 phần 5 số em nữ. Như vậy, đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng của hai số là 28 và tỷ số của hai số là 2 phần 5. Thì đây là dạng toán tổng tỷ. Các em đã rất quen thuộc với dạng toán này. Thì như vậy chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Đầu tiên ta có sơ đồ số em nam bằng 2 phần 5 số em nữ. Điều này có nghĩa là số em nam được biểu thị là 2 phần bằng nhau. Thì số em nữ sẽ được biểu thị là 5 phần như thế. Tổng số em nam và số em nữ là 28 em. Như vậy số em nam bằng bao nhiêu em và số em nữ là bao nhiêu em. Thì đây là dạng toán tổng tỷ tổng hai số là 28 và tỷ số của hai số là 2 phần 5. Số em nam là 2 phần và số em nữ là 5 phần. Thì đầu tiên, khi giải dạng toán tổng tỷ là các em phải tìm tổng số phần bằng nhau. Các em lưu ý, giải dạng toán hiệu tỷ thì các em tìm hiệu số phần bằng nhau. Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là 2 phần của số em nam cộng với 5 phần của số em nữ bằng 7 phần. Tổng số phần bằng nhau là 7 phần. Tổng số em là 28 em. Tức là 7 phần này nó ứng với giá trị là 28 em. Do đó, các em lấy tổng là 28 em, các em chia đều cho 7 phần thì các em sẽ tìm được giá trị của một phần. Tức là hai tám chia bảy là giá trị của một phần. Muốn tìm số em nam, em lấy giá trị một phần nhân với hai, bởi vì số em nam chiếm hai phần. Muốn tìm số em nữ, em lấy giá trị của một phần nhân với năm, bởi vì số em nữ chiếm năm phần. Hoặc là em tính số em nữ theo cách thứ hai là lấy tổng là hai tám trừ đi số em nam, em vừa tính được. như vậy số học sinh nam nè, em lấy 28 chia cho 7, lấy tổng chia cho tổng số học sinh chia cho tổng số phần thì các em sẽ tìm được giá trị của một phần là 28 chia 7. số em nam chiếm 2 phần như vậy, các em lấy giá trị một phần nhân với 2. 28 chia 7 bằng 4 4 nhân với 2 Thì bằng 8 Là 8 em Số học sinh nam là 8 em Muốn tìm số học sinh nữ Các em lấy Giá trị 1 phần nhân với 5 Bởi vì số học sinh nữ là chiếm 5 phần Hoặc là các em lấy tổng trừ đi số học sinh nam Tổng là 28 Trừ đi số học sinh nam là 8 em Vừa tính được ở bước trên 28 trừ 8 bằng 20 như vậy là 20 em. Nam là 8 em và nữ là 20 em. Các em có đáp số 8 em nam và 20 em nữ. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 2. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng là 15 m. Thì các em xác định xem đây là dạng toán gì. Các em nhớ là các em có thể bấm tạm dừng video xác định dạng toán sau đó các em tự giải giải xong các em sẽ bấm lại các em theo dõi cách giải của các em so với cách giải của thầy giáo ở trên màn hình làm như vậy thì các em sẽ tiến bộ chứ các em mà không bấm tạm dừng video không tự giải sau đó các em so sánh mà các em cứ chép bài ở đây thầy giáo khuyến cáo là không nên chép bài chép bài thì nó chỉ làm cho các em ngày càng học kém đi thôi, không có tiến bộ đâu. Đó chỉ là cách chống chế thôi, cách học chống chế thôi. Thì thầy giáo khuyên các em là lên bấm tạm dừng video. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật. Chúng ta phân tích này. Muốn tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật, tức là các em tính chu vi của hình chữ nhật thì các em làm thế nào? Quá đơn giản, các em đã biết tính chu vi của hình chữ nhật từ năm lớp 3 rồi. Muốn tính chu vi của hình chữ nhật, các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo, sau đó nhân với 2. Như vậy là muốn tính chu vi thì đầu tiên các em phải tìm được chiều dài và chiều rộng. Tức là các em tìm hai số đấy. Khi biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, tức là biết tỉ số. Biết tỉ số. Chiều dài hơn chiều rộng là 15 m. Chiều dài hơn chiều rộng là 15 m, tức là chiều dài trừ đi chiều rộng thì bằng 15 m. Như vậy đây là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ hiệu và tỷ số của hai số đó hiệu của chiều dài và chiều rộng là 15 15 mét tỷ số của hai số tức là chiều dài gấp 2 lần chiều rộng rồi bây giờ các em tìm hai số trước có tìm được chiều dài và chiều rộng thì các em mới tính được chu vi ta có sơ đồ Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng cho nên chiều dài sẽ được biểu thị là 2 phần bằng nhau và chiều rộng sẽ được biểu thị là 1 phần như thế. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng mà. Và hơn chiều rộng là 15 m, tức là chiều dài trừ đi chiều rộng thì bằng 15 m. Tỉ số của hai số là 2 chia 1. 2 chia 1. Và hiệu của hai số là 15. Các em hiểu đơn giản vậy thôi như vậy muốn tính chiều dài thì làm sao muốn tính chiều dài và muốn tính chiều rộng các em làm thế nào ở đây các em lưu ý khi giải dạng toán tổng tỷ thì các em tìm tổng số phần bằng nhau còn khi giải dạng toán hiệu tỷ thì các em tìm hiệu số phần bằng nhau theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là hai phần chiều dài trừ đi một phần chiều rộng bằng một phần và hiệu số phần bằng nhau là một phần. Hiệu của chiều dài và chiều rộng là 15m, tức là một phần này nó ứng với giá trị là 15m. Một phần này nó tương ứng với 15m. Một phần là 15m, như vậy chiều dài là 2 phần thì các em lấy 15 nhân với 2. Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là các em lấy hiệu chia cho hiệu số phần. Hiệu của hai số chia cho hiệu số phần. Thì các em tìm được giá trị của một phần. Giá trị của một phần là 15 chia 1. Rồi. Do chiều dài chiếm 2 phần, như vậy các em lấy giá trị của một phần nhân với 2. 15 chia 1 bằng 15. Giá trị của một phần là 15. Chiều dài có 2 phần, các em lấy 15 nhân với 2 bằng 30, tức là 30 m. Rồi, muốn tìm chiều rộng. Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là Chiều rộng chiếm 1 phần. Như vậy các em lấy giá trị của một phần nhân với 1 hoặc là do chiều dài hơn chiều rộng là 15 m, cho nên muốn tìm chiều rộng thì các em lấy chiều dài trừ đi 15 m. 30 là chiều dài trừ đi 15 m, trừ đi hiệu bằng 15 m. Chiều dài bằng 30 m, chiều rộng bằng 15 m. Như vậy, đến đây các em sẽ tính được chu vi của mảnh đất hình chữ nhật. Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là Chiều dài cộng với chiều rộng được bao nhiêu mới nhân với 2? 30 cộng 15 bằng 45, 45 nhân 2 bằng 90, tức là 90 m. Các em có đáp số là 90 m. Rồi tiếp theo mời các em sang bài tập số 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng. Đầu tiên các em tóm tắt nội dung bài toán trước. Tóm tắt: 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít. 50 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít? Bài toán này rất là đơn giản luôn. Ở đây các em lưu ý là quãng đường đi được tăng lên bao nhiêu lần thì số lít xăng tiêu thụ cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Tức là đầu tiên, các em so sánh xem 100 km nó gấp 50 km là bao nhiêu lần. 100 km gấp 50 km số lần là 100 chia 50 bằng 2 lần. 100 km gấp 50 km là 2 lần. Thì số lít xăng tiêu thụ khi đi hết 100 km nó cũng gấp số lít xăng tiêu thụ khi đi hết 50 km là hai lần. Như vậy là đi 50 km thì ô tô sẽ tiêu thụ hết số lít xăng chỉ bằng một nửa số lít xăng tiêu thụ khi đi 100 km. Nếu ô tô đi quãng đường 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là số lít xăng tiêu thụ chỉ bằng một nửa số lít xăng tiêu thụ khi đi 100 km thôi. Như vậy là các em lấy 12 chia cho 2 và bằng 6 lít. Như vậy các em có đáp số là là 6 lít. Hoặc các em có thể giải theo cách thứ hai. Các em nhớ cách này là cách tìm tỉ số. Bây giờ các em có thể giải bài toán theo cách thứ hai là cách rút về đơn vị. Tức là rút về đơn vị khi đi 1 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít. Đi 50 km thì gấp 50 lần khi đi 1 km. Rồi, chúng ta giải bài toán theo cách thứ hai ô tô đi 1 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít. Như vậy khi đi 1 km thì sẽ tiêu thụ hết số lít xăng là các em lấy 12 lít các em chia đều cho 100 km. 12 chia cho 100 bằng 12 phần 100. 12 phần 100 các em rút gọn bằng 3 phần 25. Tức là 3 phần 25 lít. Rồi. Các em cứ giữ nguyên là phân số như vậy. 1 km thì tiêu thụ hết 3/25 lít. Như vậy nếu ô tô đi quãng đường 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là Số lít xăng tiêu thụ được khi đi 50 km thì nó sẽ gấp 50 lần. Số lít xăng tiêu thụ khi đi 1 km Tức là các em lấy 3 phần 25 này Các em nhân với 50 Nhân với 50 thì các em lấy 50 chia cho 25 bằng 2 Sau đó lấy 3 nhân 2 bằng 6 Tức là 6 lít Như vậy các em có đáp số là là 6 lít Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 4 Theo dự định một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày Mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật cho nên tiến độ nó nhanh lên. Thì mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Lúc đầu mỗi ngày chỉ đóng được 12 bộ. Nhưng bây giờ cải tiến kỹ thuật rồi thì mỗi ngày đóng được 18 bộ. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch. 12 bộ một ngày thì phải làm mất 30 ngày. Như vậy 18 bộ một ngày Tức là cái năng suất nó cao lên thì chắc chắn số ngày để hoàn thành kế hoạch nó phải giảm đi. Đấy là trong thực tế, em phải hiểu được điều đó. Chúng ta tóm tắt bài toán. 12 bộ một ngày thì phải làm hết 30 ngày. Do cải tiến kỹ thuật cho nên 18 bộ một ngày, làm được 18 bộ một ngày thì... Hoàn thành kế hoạch trong bao nhiêu ngày? 18 bộ một ngày, sản lượng trong một ngày nó tăng lên thì chắc chắn số ngày mà hoàn thành kế hoạch nó phải giảm đi. Ở đây chúng ta sẽ phân tích bài toán này như thế này. 18 bộ một ngày, người ta hỏi là 18 bộ một ngày thì hoàn thành kế hoạch đó trong bao nhiêu ngày? Như vậy các em phải đặt ra câu hỏi là Kế hoạch đề ra là sản xuất là tất cả là bao nhiêu bộ. Thì từ đó các em mới tính được là 18 bộ một ngày thì phải hoàn thành trong bao nhiêu ngày. Muốn biết kế hoạch đề ra là sản xuất tất cả là bao nhiêu bộ thì các em dựa vào chi tiết đầu tiên. 12 bộ một ngày thì 30 ngày làm xong. Như vậy, theo kế hoạch xưởng mộc dự định đóng là 12 bộ một ngày thì 30 ngày làm xong. Như vậy, một ngày là 12 bộ, một ngày là 12 bộ. 30 ngày thì đóng được tất cả là bao nhiêu bộ? Các em lấy 12 các em gấp lên 30 lần. Một ngày là 12 thì 30 ngày sẽ là 12 x 30 bằng 360 bộ bàn ghế. Rồi, kế hoạch sản xuất 360 bộ bàn ghế. 18 bộ một ngày. Thì với 360 bộ bàn ghế thì phải mất trong bao nhiêu ngày? Mỗi ngày đóng 18 bộ thì xưởng mộc hoàn thành kế hoạch mất số ngày là? Một ngày đóng được 18 bộ. 360 bộ, các em tính xem 360 bộ nó gấp 18 bộ là bao nhiêu lần? Số bộ tăng lên bao nhiêu lần thì số ngày làm việc cũng phải gấp lên bao nhiêu lần? Một ngày là 18 bộ. Em lấy 360 chia cho 18. Thì 360 bộ bàn ghế nó gấp 18 bộ bàn ghế là là 20 lần. Như vậy là số ngày để làm việc cũng phải gấp lên 20 lần, tức là ta có 20 ngày. 20 lần này chính là là 20 ngày. 360 chia cho 18 bằng 20 ngày. Và các em có đáp số là 20 ngày Các em có thể giải bài toán này theo cách thứ hai Một ngày là 12 bộ Thì hoàn thành trong 30 ngày Một ngày là 18 bộ Thì hoàn thành trong bao nhiêu ngày Thì đầu tiên các em so sánh xem 18 bộ Nó gấp 12 bộ là bao nhiêu lần 18 bộ bàn ghế gấp 12 bộ bàn ghế số lần là 18 chia 12 và bằng 18 phần 12. 18 phần 12 các em rút gọn bằng 3 phần 2. Tức là 18 bộ gấp 12 bộ là 3 phần 2 lần. Số bộ bàn ghế tăng lên 3 phần 2 lần thì số ngày hoàn thành kế hoạch phải giảm đi 3 phần 2 lần. Các em nhớ nhé. Năng suất tăng lên thì số ngày để hoàn thành kế hoạch phải giảm đi. Như vậy mỗi ngày đóng 18 bộ thì xưởng mộc hoàn thành kế hoạch mất số ngày là lúc đầu là mất 30 ngày. Bây giờ năng suất tăng lên 3 phần 2 lần thì số ngày phải giảm đi 3 phần 2 lần, tức là các em lấy 30 chia cho 3 phần 2 bằng 30 nhân với 2 phần 3. 30 nhân với 2 phần 3, 30 chia 3 bằng 10, 10 nhân 2 bằng 20. Tức là 20 ngày. Như vậy các em có đáp số là 20 ngày Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông like và chia sẻ Để nhận được các video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo